Chính nhìn cái mặt nó thấy thảm luôn á. Ui. Nè, ghê. Ủa tưởng bị ấy chứ. Dành giường với khách luôn đó trời. Thấy nhiều lắm, đâu rồi trời, nó trốn đi đâu hết rồi trời. Đụng tay lên mặt thấy là không thấy thì đâu hết rồi đó. Chỗ này nó có đâu. Ai lời có ai cũng bị chửi không? Có gì nói gì, em nghĩ là gì nữa đó. Mình nói. Thì cái chỗ này nó có một đâu. Không nhảy lên đây. Chị là muốn nói chuyện không ngờ bị chửi hả? Chị căng thẳng quá. Nó em nó ơi.
sữa hỏng là như mít nó xui đến cỡ nào luôn á. Ý chị đang bảo lỡ manh sữa nó hỏng á, hiểu không? Dạy xui đi. Thầy lại không thấy gì luôn, chị gọi ơi. Lọt anh Hoài. Đạt cho một vài phát rất rồi đấy luôn đấy. Ủa chứ không lại giờ chị theo em. Phải là chị có hàng đầu né né nha em xíu không? Né kiểu gì? Nó kêu em né ra để cho nó quay. Né ra một xíu nhưng mà kêu né hết chị này. Nhưng mà đừng để em đi banh nha. Mm-hmm.
Nó đưa đèn to đi mà. Còn mấy bộ chưa cưới à? Ý là tại vì hai cái bộ nó chia ra cho hai đứa nhau cùng cấp nên là nó một cái hạt sai. Tại vì con bé My thì nó hạt sai đúng, còn con bé Trâm á thì nó hạt sai, mà nó hạt sai cho mình là ký bằng cái hình, nó phải ký bằng cái bức hình. Nên là xong sau đó là anh không chịu, anh đòi là hạt sai giống như là cái kỳ trước đi làm đi tụ cần thôi. Nó chưa có điện phó là thì bây giờ là còn một bộ nha đao với là một bộ trân châu đẹp đúng không? Nhưng mà không phải là họ sẽ nói là hôm trước là đã cứu nó bao giá rồi.
kiếm thông tin bạn nghiệm thu online là xong rồi. Có cái bộ nào là hợp đồng không? Có cái bộ nha đam là hợp đồng không? Em mình còn mấy cục chai luôn, nó hiểu dạ. Sợ nó còn cứng luôn ạ. Da thì khỏe rồi, mình còn chai thôi. Yeah.
Vai nào, đưa tay đây nào. Mở chứ.